Tôi xin tuyên đọc lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu 3. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng sốt then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ lại cho mọi người bất luận ở nơi nào. Cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Good morning, church. Today I'll be reading from 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3. Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Xin ta cứ đứng và chúng ta đến với Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời Chúa với nhau. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chúng con. Con tạ ơn Chúa bởi ân sủng kỳ diệu của Ngài, bởi sự chết của Chúa Giê-xu Christ và bởi đức tin chúng con đặt trọn vào chính Ngài mà chúng con được đến đây để thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Ôi Chúa ơi, giờ này chúng con nghe lời của Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài cho sứ điệp buổi sáng hôm nay sẽ đụng chạm vào mỗi tấm lòng của chúng con, để rồi chúng con được khích lệ qua lời của Chúa, hầu cho chúng con bước ra khỏi đền thánh này, chúng con sẽ sống một đời sống vinh hiển cho danh Ngài trong những ngày đến. Nguyện danh Chúa được vinh hiển và cho mỗi chúng con biết hạ mình để tôn kính Ngài. I pray that the message today we encourage each one of us. So when we get out of this church, we will live the life to glorify your name. In your name we pray. Amen. Xin kính mời quý vị đồng an tọa, và giờ này tôi xin kính mời mục sư Lê Văn Liêm đến đây để chia sẻ lời Chúa. Yeah, kính chào thánh. And greetings to the church. Đặc biệt hôm nay thì kính chào mục sư Nguyễn Hữu Dũng cũng có mặt với chúng ta trong nghệ thuật phần sớm. Especially, I also send my greetings to Pastor Dũng here today as well. Tôi rất vui một lần nữa được đến đây để cùng thờ phượng Chúa chung với hội thánh. I'm very happy to once again come here and worship God with you all. Và giờ này cũng cùng nhau học lời Chúa chung với nhau. And also to study God's word together in this time. Có thể nói hôm nay kể như là đầu năm 2022. We could say that today still feels like the beginning of 2022. Mới có đi qua có 2 tháng trong năm nay mà thôi. Because only 2 months have passed. Còn 10 tháng nữa lận. And with 10 more remaining. Tôi nghĩ chúng ta cùng nhau trước thì năm mới thì tạm gọi vậy đi. Mình ôn lại về hội thánh của Chúa. So let's say it's the new year, let's revise again about the Church of God. Để từ đó mà chúng ta biết để học việc Chúa có kết quả hơn. So that we can serve God more fruitfully. Ở trong câu câu gốc chúng ta có thể ở trong Quốc Kinh Thánh mình có đó thì Phao-lô ghi như sau. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ. So according to the verse we just read in 1 Corinthians, Paul writes, Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people. Vì chúng ta biết đây là một lá thư. We know that this is a letter. Cho nên chúng ta cùng nhau tìm hiểu ba phần. So we'll look into three parts today. Thứ nhất là người gửi thơ. First we'll look at the author of the letter. Thứ hai là người nhận thơ.
The second is the recipient of the letter. Và đương nhiên là chúng ta có lời chào thăm ở trong lá thư. And the third is the greetings and all that is said in the letter. Cho nên giờ này chúng ta cùng nhau học hỏi lời Chúa với đề tài là hội thánh của Đức Chúa Trời. So today the topic of the sermon is the Church of God. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần thứ nhất, đó là người gửi thư. So we will go into the first section now about the author of the letter. Chúng ta thấy rõ ràng trong lá thư này thì rõ ràng là Phao-lô, phải không? We can see in this letter then it's Paul. Có ai trong chúng ta chưa biết hay là không biết sứ đồ Phao-lô? Is there anyone here who doesn't know who the Apostle Paul is? Tôi nghĩ là chắc tất cả chúng ta đều biết hết rồi. I think most people would có know. Một anh này chắc là nếu chúng ta chưa biết Phao-lô thì chúng ta có thể đọc lại trong Kinh Thánh trong Công Cái Sứ Đồ ha. If you don't know who Paul is, then you can read it back in the Bible. Mỗi người chúng ta đều biết Phao-lô qua bốn chuyến tiền giáo của ông trong phần sau của sách Công Cái Sứ Đồ. We know Paul from his four journeys around the world told in the later part of the book of Acts. Và chúng ta cũng không quên Phao-lô là người trước đây tên là Saul-lơ bắt bớ hội thánh cách hung bạo, như ở trong Tiêu Thê nhất đoạn 1 câu 13 nói dùng chữ hung bạo. And also we can't forget that Paul, who was formerly named Saul, persecuted the church of God. We can see in 1 Timothy verse 1:13. Phao-lô xuất hiện lần đầu tiên ở trong Kinh Thánh là trong sách Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 7 câu 58. Paul first appears in the book of Acts chapter 7 verse 58. Khi đó ông là người chống đạo Chúa. And at this point, he's an opponent of Christianity. Và có thể nói là đồng thuận để người ta giết một người trung kiên đi theo ngài là Ê-tiên. And he also approved of the persecution of God's faithful servant Stephen. Và từ đó Kinh Thánh mô tả Phao-lô là một người nhiệt tình trong sự bắt bớ hội thánh Đức Chúa Trời. And from there the Bible describes Paul as ardent in persecuting the church of God. Cho đến khi ông gặp được Chúa Giêsu trên con đường đi đến thành Đa-mách. Until he meets Jesus on the road to Damascus. Và kể từ đó, Phao-lô là một người đã được đổi tên và được đổi khác cả đời sống. And from then he was a person with a different name and he was also a very different person. Và đặc biệt là ông trở nên sứ đồ của Đức Chúa Giêsu là người mà ông đã bắt bớ. Especially he became an apostle of Jesus, the one that he was persecuting. Rồi ông giảng tin lành về Chúa Giêsu cách mạnh mẽ. He preached the good news of Jesus in a bold way. Và trong bốn vòng truyền giáo, ông đã đem được nhiều người đến với Chúa Giêsu. And he had brought many people to Jesus. Và cũng đồng thời thành lập được hội thánh. And also built the church of God. Trong các nơi mà ông đã đi đến. In all the places that he went. Và ngay cả khi ông bị bắt bỏ vô tù. Even when he was persecuted and imprisoned. Thì Phao-lô cũng rao giảng về Chúa Giêsu ở nơi đó. Paul continued to preach about Jesus in those places. Khi những người đến thăm, when people came to visit, qua những lá thư mà ông viết, through the letters that he wrote, và những lá thư đó hôm nay chúng ta cũng còn được đọc, and the letters today that we can still được biết về Chúa Giêsu, to know about him. Chúng ta thấy người gửi thư là Phao-lô. You can see that the author or the sender of the letter is Paul. Và nói tóm lại một lời. And he said in this can be summarized in one line. Phao-lô đã được thay đổi để được ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Paul was transformed, his life was transformed so he could be a part of God's church. Rồi chúng ta đọc tiếp, Phao-lô theo ý của Đức Chúa Trời. And if we read, continue to go, read Paul according to the will of God. Phao-lô gửi thư này cho theo ý của Đức Trời chứ không phải là tự ý của mình. Paul sent this letter according to God's will, not his own. Có thể Phao-lô có ý muốn nói rằng, perhaps he wanted to say, anh em ơi, tôi viết thư này theo sự hướng dẫn của Chúa. Brothers, sisters, I write this letter following God's guidance. Có thể ngài đã bảo tôi viết để cho anh em biết mình là ai. He told me to write this so that you would know who I am. Và mình sẽ làm gì để xứng đáng là con cái của Chúa. And what I will do to be worthy as a child of God. Và đồng thời cũng để khuyến khích, sửa trị, khiển trách, an ủi những tín hữu
ở thành phố Corinto. And also to encourage, to correct, to rebuke and comfort the believers in Corinth. Suy nghĩ về cuộc đời của Phao-lô, chúng ta biết được sự thương xót quá lớn của Chúa đối với ông. Reflecting on Paul's life, we see God's great mercy towards him. Qua ân điển lạ lùng của Ngài. Through his amazing grace. Tôi tin các tín hữu tại thành Corinto ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay được khích lệ rất nhiều. I find that the believers in Corinth and also us today can find great encouragement. Được khích lệ rất nhiều ở trên bước đường đi theo Chúa. In great encouragement in our walk with God. Có nhiều khi chúng ta thấy mình vẫn còn vấp phạm ở trong tội lỗi, phải không? Do you find yourself still stumbling in sin? Hãy xem lòng nhân từ thương xót của Chúa đối với Phao-lô. We need to look at the mercy that he had towards Paul. Chúng ta có nhiều khi vẫn còn lười biếng trong công việc hầu việc Chúa, phải không? Are you still lazy in serving the Lord? Hãy xem ân điển lạ lùng của Chúa ban cho Phao-lô và chúng ta. And we must look at his amazing grace that he gave to Paul. Khi đó chúng ta sẽ trở lại. I believe then you will be able to return to him. Và hầu việc Chúa cách sốt sắng hơn. And to serve him wholeheartedly. Đó là người gửi thư. That's the sender of the letter. Khích lệ chúng ta rất là nhiều. Encouraging us greatly. Nhìn Phao-lô. We must look at Paul. Chúng ta thấy được chúng ta thấy được chính mình. And so we can see ourselves as well. Cũng là người tội lỗi. Sinners. Cũng là người chưa biết Chúa. Who don't know God. Có nhiều khi chống đối Chúa. At times in opposition to God. Nhưng mà với tấm lòng ăn năn. But with a heart of repentance. Chúa sẵn sàng tiếp nhận. God is ready to accept us. Trở nên một người hầu việc Ngài. So that we can become someone who serves him. Cầu xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều đó. May God continue to remind us that. Người nhận thư là ai? And now who were the recipients of the letter? Đương nhiên là hội thánh. And that is the church. Hội thánh không phải là một cái building. The church is not just the building. Hội thánh là nhóm người được biệt riêng ra thánh với khác với những hội thánh khác. The church is a group of people set apart from other associations or groups. Vậy hội thánh Đức Chúa Trời là hội được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. So the church of God is a group set aside for God. Đương nhiên, hội thánh của Chúa sẽ khác với những hội khác ở trong thế gian. Of course, the church of God will be different from other groups in the world. Đức Chúa Trời là thánh. God is holy. Nên những con cái Ngài cũng phải là thánh. So his children must also be holy. Hay những ai ở trong hay thuộc về hội thánh thì cũng phải là thánh như chính Ngài là thánh. Or those who are in or belong to his church must also be holy like the Father is. Điều chúng ta nên nhớ về hội thánh là what we should remember about the church is ở trong Kinh Thánh khi mỗi lần Kinh Thánh ghi hội thánh in the Bible every time it mentions church thì không bao giờ nói đến nơi nhóm lại. It never refers to the church building. Nhưng mà nói đến những con người mà Chúa đã chọn lựa biệt riêng ra. But it refers to the people that God has chosen and set aside. Trong Tân Ước dùng chữ này cũng giống như ở trong Cựu Ước. The New Testament uses this word just as the Old Testament. Gọi là hội chúng của Israel ngày xưa. Referring to the people of Israel. Mà chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã kêu gọi từ dòng dõi của ông Abraham. Who we know God called from Abraham. Rời khỏi quê hương đến đất nước đất hứa. To leave the homeland and go to the promised land. Qua dòng dõi của ông thì Đức Chúa Trời chọn Isaac, Jacob rồi 12 người con của ông để thành lập một dân thánh. And through Abraham's descendants God chose Isaac, Jacob and from there his 12 sons to form the holy nation. Rồi thành lập một cái dân thánh là dân biệt riêng cho Đức Chúa Trời mà chúng ta gọi là dân Israel. The holy nation set aside for God, which we call Israel. Thành một hội chúng của Đức Giê-hô-va trong phần Cựu Ước. Forming the assembly of the Lord. Qua thời Tân Ước thì chữ này cũng được gọi cho những người tin cậy Chúa Giê-xu. In the New Testament, this word refers to those who trusted in Jesus. Là những người được cứu chuộc. Who were saved by him. Để thành lập hội thánh của Ngài, mà Ngài là chủ của hội thánh. To form the church of God, of which he is the head. Chúng ta đọc trong Phi-líp thứ nhất, đoạn 1 câu 5 và đoạn 2 câu 9 thì có những chữ như sau. If we read in 1 Peter chapter 1 verse 15 and 1 Peter chapter
Paulo đưa ra hàng loạt những danh từ hay là bốn cái danh từ. Paul gives a series of nouns mà chỉ dành cho người Israel mà thôi, để nói đến hội thánh của Đức Chúa Trời. To describe Israel as the church of God. Đó là dòng giống được lựa chọn, là chức thể tề tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. So the four nouns were chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and God's special possession. Hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời. The church is the church of God. Rõ ràng đây, trong đây, Paulo nói rằng gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô. We can see in verse 2, it says the church of God that is in Corinth. Như vậy, hội thánh không phải là của bất cứ cá nhân nào. Therefore, the church is not of any individual. Không phải là của một người, bất cứ một người có chức quyền nào, hay là một giáo, mà là một hội nào. Nor of any authorities or of any association or groups. Nhưng mà là hội thánh của Đức Chúa Trời. But it is the church of God. Không phải hội thánh của mục sư A, mục sư B, mục sư C. It's not the church of Pastor A or Pastor B or Pastor C. Đó chỉ là những thói quen mà chúng ta dùng để nghe nói ngày hôm nay. That's just a convention that we hear today. Và những thói quen đó có khi bị ngộ nhận. And sometimes it's a misconception. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng mình phải nói rằng đây là hội thánh của Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh đã ghi. But we must say it is the church of God as the Bible writes. Tôi là mục sư Liêm. I am Pastor Liam. Đang hầu việc Chúa tại hội thánh St. Albans. Serving God at St. Albans Church. Chứ không phải hội thánh tự dùng St. Albans là của mục sư Liêm. It's not that the St. Albans Church is Pastor Liam's church. Hay có thể nói là hội thánh A là nơi tôi hầu việc Chúa ở đó. Or we could say Church A is the place where I serve God. Và nếu nói với tâm tình như Phaolô thì phải nói là đây là hội thánh mà tôi được vinh dự để được hầu việc Ngài. Or we could say it like Paul. This is the church where I'm honored to serve God. Chúng ta có thấy mình được ở vinh dự ở trong hội thánh không? Do we feel honored to be in the church? Chúng ta có thấy mình được vinh dự để hầu việc Chúa trong hội thánh không? Do we feel honored or privileged to be able to serve God? Nếu Chúa không cứu chúng ta. If God didn't save us. Không đem chúng ta được trong hội thánh. If didn't bring us to the church, into the church. Chúng ta giờ này ở đâu? Where would we be now? Làm gì? What would we be doing? Đối với tôi. For me. Được ở trong hội thánh. Being in the church. Thông công với anh em. To have fellowship with one another. Hầu việc Chúa. To serve God. Đó là cái vinh dự. That is a great honor. Phải gọi là một vinh dự lớn. It is a very great honor for me. Tạ ơn Chúa. Praise God. Rồi người nhận thơ là gì nữa? Người nhận thơ là người được nên thánh. Follow rồi viết tiếp tục gửi cho thánh tại Cô-rinh-tô, tức là những người đã được nên thánh. And so what else does Paul say about the receivers that they are to be sanctified? Là những người được Chúa là chủ và là Chúa đời sống của mình. These are people that believe that God is Lord and Master of their lives. Là những người được Chúa ngự vào lòng để cai trị hướng dẫn. That they have God ruling in their hearts and guiding them. Tôi nghĩ đây là một lẽ thật mà mỗi con cái của Chúa chúng ta phải luôn luôn nhớ. This is, I believe that this is the truth that every child of God must remember. Vì đây là địa vị mà chúng ta có. For this is the position that we have. Khi chúng ta bằng lòng tin Chúa Giêsu thật lòng ở trong lòng của mình. When we truly accept and believe in God in our hearts. Mỗi chúng ta đây là thánh nhân. We are all members. Được Chúa cứu. We are biệt riêng ra cho Ngài. He set aside for him. Đây là địa vị mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta nhận Ngài là Chúa, là chủ của đời sống mình. This is our position when we accept him as Lord and Master of our lives. Đừng có mắc cỡ. Don't be shy. Đừng hổ thẹn nhận mình là thánh đồ của Chúa. Don't be afraid that we are called saints or holy in the Lord. Tôi thấy có nhiều người không dám nói mình là thánh đồ. There are many people who don't like to say that they're saints. Bởi vì nói tôi còn vấp phạm nhiều quá. Because they say that I still have a lot of sin, I still sin. Cái điều đó là khác. That's different. Nhưng mà điều chúng ta phải quyết định hôm nay là tôi có tin Chúa thật sự chưa? But the question that we have to decide, have we believed in God? Nếu tôi tin Chúa thật sự. If I truly believe in God. Chúa ban cho quyền phép để trở nên con cái của Ngài. He allows us to become his children.
Thì bây giờ tôi là một thánh đồ hay là thánh nhân? So now I'm a saint or I'm a holy person. Biệt riêng ra để thờ phượng Chúa. Set aside to worship and serve God. Đầu lá thư này, Phaolô đã đưa ra lời khẳng định với tín hữu ở thành Côrintô, họ là những thánh đồ. At the beginning of the letter, Paul gives an affirmation to the believers of the church. Dù chúng ta biết là trong hội thánh có những người có thể là không phải là thánh đồ. He tells them to be his holy people or saints. Không nhận mình là thánh đồ. And although Paul knew that there were people in the church who weren't holy. Cũng có những người thánh đồ mà cũng vấp phạm. There were people who were holy but still sinned. Cũng có những người có những làm những điều không nên làm đối với một con cái của Chúa. Doing things that they shouldn't do as a child of God. Nhưng mà Phaolô vẫn gọi họ là thánh đồ. But Paul still calls them saints. Và nếu chúng ta đọc thư Côrintô, chúng ta thấy ngay cả có những người phạm tội rất là nặng. And if we read in Corinthians, there were people who committed some serious sins. Nhưng mà nếu họ thật lòng tin nhận Chúa. But if they truly believed in God. Thì Ngài ban cho địa vị làm con. And he had given them the position as his children, as his holy people. Là người biệt riêng ra cho chính mình Ngài, thuộc về Ngài để thờ phượng Ngài. People who he set aside for himself, who belonged to him, to worship him. Rồi Phaolô nói tiếp, gửi cho những người được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ. So Paul continues to write, sending to the church in Corinth people who are called to be his saints. Được gọi làm thánh đồ là gì? What does it mean to be called to be a saint? Trước đây Phaolô nói là gửi cho những người được nên thánh. First he wrote that they are people who are sanctified. Rồi bây giờ Phaolô nói gửi cho những người được gọi làm thánh đồ. And now he's saying that he's writing it to those called to be saints. Điều này có nghĩa là gì? What does this mean? Chúng ta có địa vị là thánh đồ. We have a position as saints. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục sống trong địa vị đó. Trên trần gian này. We need to continue to live in that position in our lives. Tiếp tục sống nên thánh trong những thăng trầm của cuộc sống. We need to continue to live a holy life in the ups and downs of life. Chính Phaolô ở trong Roma đoạn 6 đến đoạn 8 thì chúng ta cũng thấy cái sự tranh chiến. Even in Romans chapter 6 to 8, Paul describes the inner conflict. Khi mô tả sự tranh chiến ở trong lòng của hai người mới và cũ trong Phaolô. The inner conflict in the hearts between the new versus the old. Giữa tánh xác thịt và thiên liêng. The flesh versus the spirit. Nhưng cuối cùng trong đoạn 8 thì Phaolô la lên một cái chiến thắng khải hoàn rằng: Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. But at the end of chapter 8, Paul shouts triumphantly, "Give thanks to the Father for giving us victory through our Lord Jesus Christ." Như vậy được gọi làm thánh đồ là nói lên sự thực tập hay nếp sống làm thánh đồ của một người tên Chúa hàng ngày. So to be called saints, that is relating to the practices or the lifestyle each and every day. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi rằng. We must ask ourselves. Tôi có địa vị là thánh đồ trong Chúa mà tôi có đang sống một nếp sống là một thánh đồ chưa? We have a position as a holy person or as a saint. Are we living that way? Trên một phương diện địa vị, tôi là một tín đồ, là một thánh đồ. Nhưng thử hỏi nếp sống của tôi có bày tỏ mình là một tín đồ, một thánh đồ hay chưa? In terms of position, I am a believer, but ask myself, is my lifestyle demonstrating that I am a believer? Đây là điều chúng ta đáng phải suy nghĩ mỗi ngày trong cuộc sống của mình. This is something that we should be reflecting on every day in our lives. Để làm sáng danh Chúa. In order to glorify his name. Tôi có thể lấy một thí dụ như sau. I will use an example. Tôi là một mục sư. I am a pastor. Dù tôi có thể tôi không biết. Even though I may not know. Dù có thể đôi khi tôi không dám nhận. Or I might not admit or accept. Dù có thể tôi bất tử làm những gì đó mà một mục sư không nên làm. I may do things that a pastor shouldn't do. Dù thế nào đi nữa thì trên phương diện địa vị tôi vẫn là một mục sư, phải không? But no matter what, in terms of position, I am still a pastor, right? Đương nhiên, cho đến khi ngày mà có một ngày tôi bị cách chức thì không còn nữa. Of course, until I'm dismissed, then I won't be a pastor anymore. Nhưng, but, trên một địa vị thì tôi, mặc dù tôi làm sao làm, tôi nói sao lắm, thì tôi vẫn là mục sư. So no matter what, still my position is a pastor. Nhưng trên phương diện thực hành thì khác. Trong nếp sống của tôi có là một đời sống của một mục sư. Là một hay không là một chuyện khác.
But in terms of practice or in my lifestyle, whether I live as a pastor or not is another matter. Quý vị có thể không tự nhận mình là thánh đồ. You might not see yourself as a saint. Không dám nhận mình là thánh đồ. You might not see yourself as a holy. Nhưng mà quý person. Vị là thánh đồ. But you are. Khi quý vị tin nhận Chúa Giêsu thật sự. When you truly believe in God. Còn cái việc mà quý vị mỗi ngày sống theo nếp sống đó như thế nào là đó là chuyện. But whether you live that way, live a holy life, live as God calls, and that's another story. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một vinh dự là mình là xác nhận mình là một thánh đồ. Therefore, it is honestly a privilege to see that we are saints. Để sống như một thánh đồ. So that it encourages us to live a holy life. Thêm câu chuyện nữa. There's another story. Có một câu chuyện về thằng boy kia nó ăn cắp đồ trong siêu thị. There's a story about a boy who stole things from a supermarket. Nó bị người ta bắt. And he was arrested. Và giữ lại. And he was kept back. Cảnh sát gọi cha nó đến. The police called his father to come. Mới biết. Chúng ta gọi từ là tá hỏa ra. Mới biết nó là con của mục sư. Only to find that his father was a pastor. Cảnh sát mới nói với thằng boy rằng. The policeman said to the boy. Đã là con của mục sư, tại sao cậu lại làm những chuyện không đáng làm như là con của một mục sư? As a child of a pastor, why did you do something that you shouldn't have done? Thưa thánh, thằng boy này nó lúc đó nó mới xấu hổ lắm. At that point, the boy was very embarrassed. Nó đau đớn lắm. He felt pain. Bởi vì người ta biết như vậy. Because people knew now. Nhưng mà dù sao nó vẫn biết rằng nó là con mục sư. But he still knew that he was the child of a pastor. Cái điều đó không thể nào xóa sạch được. And there's nothing that can change that. Dù nó không hành động như một con của mục sư. Although he did not act like nó one. Nó không thực hành như một đứa con mục sư, nhưng nó vẫn biết rằng nó là con của cha nó. He didn't practice that way. His lifestyle didn't reflect that, but he knew that he was still his father's son. Là một người tin Chúa. As a believer. Là một thánh đồ. As a holy person. Một trong những điều mà chúng ta có thể đau đớn nhất. One of the things that may hurt us the most là chúng ta phạm tội. Is when we sin. Rồi chúng ta được nhắc nhở rằng mình là con của Đức Chúa Trời, là cha thánh. We are reminded that we are children of God. Đấng thánh khiết công bình. The holy and righteous one. Chúng ta đau đớn lắm. So it is very hurt and pain. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày. So we pray that each day God allows us để tự nhắc mình là ai. To remind us who we are. Con của ai. Who we are a child of. Để chúng ta sẽ tránh được những điều cám dỗ dễ phạm tội. To help us to avoid many temptations that lead to sin. Khi nhớ địa vị đó. When we remember our position. Chúng ta sống một nếp sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho Chúa và làm sáng danh cha của chúng ta. It helps us to live a better life each and every day and to glorify his name. Phaolô nói tiếp theo. And Paul continues. Tức là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm thánh đồ, lại cho những người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Paul continues in the letter. Those who are sanctified, those who are called to be saints, together with all those who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ. Những người ở bất cứ nơi nào. People in every place. Là những người cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ. Are people begging earnestly and calling earnestly on the name of the Lord? Câu này cho chúng ta biết một bài học rằng. This shows us one lesson. Đời sống của những người thánh đồ là của chúng ta đó, chẳng những có ảnh hưởng đến danh của Chúa. This shows us that the life of the saints, that is us, affects not only the name of the Lord. Mà còn ảnh hưởng đến những anh em khác. Ở trong Chúa, ở trong hội thánh nữa. But also other brothers and sisters in Christ. Vậy đừng làm cớ vấp phạm cho anh em chúng ta trong Chúa. Therefore, do not be a stumbling block for your brothers and sisters in Christ. Hãy khích lệ nhau. You must encourage one another. Yêu thương nhau. Love one another. Để cùng nhau hầu việc Chúa một cách đẹp lòng Ngài. So that we can worship and serve God in a way that is pleasing to God. Tôi muốn nhắc lại. I just want to remind. Là một thánh đồ. As a saint. Chúng ta phải làm sáng danh Chúa là cha của chúng ta. We need to glorify God. Mặt khác chúng ta cũng phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, làm gương sáng cho anh em chúng ta để cùng. And we also have to love one another and to be an example for one another so that we can live a life pleasing to God. Cầu xin Chúa cho chúng ta làm như vậy. Pray that God will help us to do that. Để hội thánh Chúa được đứng vững.
So that we can stand firm. Mọi người vì cớ chúng ta mà được khích lệ. So that we can all be encouraged. Và Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta được vinh hiển. And so that ultimately God is glorified. Phần cuối là lời chào thăm. And the final part is the greeting. Nguyện xin ân điển, nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta là bởi Đức Chúa Giêsu Christ. In verse 3, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Lời chào thăm này nói đến hai chữ. This greeting has two words. Ân điển, grace, và bình an, and peace. Ân điển thường hay đi trước và bình an theo sau. Usually grace comes first and then peace follows. Ân điển là nguồn, còn bình an là trái ra từ nó. Grace is the source and peace is the fruit from it. Từ nơi Chúa là nguồn ân điển ban ra cho chúng ta cách nhân không. From the Lord, the source, grace is given to us freely. Không đòi hỏi điều kiện gì hết. Without any condition. Không phân biệt ai hết. Without differentiating or distinguishing people. Nếu chúng ta thật sự tin Chúa thì Ngài ban cho chúng ta sự bình an mà chỉ có Ngài mới có và ban cho chúng ta trong sự bình an này. Như được chép trong Philip đoạn 4 câu 7. If we truly believe in the Lord, He will give us the peace that only He has and only He can give, as found in Philippians chapter 4 verse 7. Như lời Ngài hứa trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 27 rằng ta để, ta ban, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. As He promises in John 14:27 as well, peace I leave with you, my peace I give to you, I do not give to you as the world gives. Chúa Giêsu hứa với các môn đồ. God promises His disciples. Là những người đã được cứu. The people who are saved. Như vậy, ân điển phải đi trước. Therefore, grace has to come first. Rồi mới có bình an. And peace follows. Ân điển là gì? What is grace? Là sự cứu rỗi chúng ta nhận được từ nơi Chúa Giêsu. That is the salvation that we are able to Điều receive from Him. Điều này phải đến trước. That needs to come first. Hãy tin nhận Chúa trước. We need to believe in God Phải first. Làm con cái Chúa trước. We have to become children Phải làm of God thánh first. Đồ trước. We have to become saints first. Và bước đi trong sự nên thánh trước. And walk in this holy life. Thì sự bình an chắc chắn sẽ ở với chúng ta và chúng ta sẽ được bình an. And then peace will be with us and we will receive peace from Him. Chúng ta đi đến kết luận. We're now going to conclude. Hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời. The church is the church of God. Ngài là thánh nên những ai tin Ngài đều phải được nên thánh. God is holy, so those who believe in Him must be sanctified. Những ai tin Ngài có được bị làm con để giống như Ngài là đấng thánh. Those who believe in Him have the position as children so that they can be holy like the Father. Chúa kêu gọi mỗi chúng ta phải sống nếp sống mỗi ngày trở nên giống như Ngài. The Lord calls us to live our lives to become more like Him. Thì sự bình an của Ngài sẽ ở cùng lòng và ý tưởng của mỗi chúng ta để tiếp tục sống một đời sống như Chúa muốn chúng ta sống. Then His peace will be with each of us in our hearts and in our minds to continue living the life God wants us to live. Cầu xin Chúa cho mỗi con cái Chúa trong hội thánh của Chúa. May God allow each of His children in the church. Là những người thánh đồ trong Chúa Giêsu. Who are saints in Jesus. Được sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của Chúa hướng dẫn. Have a peace from God that surpasses all understanding, guiding them. Để đời sống người đó, nếp sống người đó trở nên thánh trước mặt Chúa. So that their life can be holy before God. Mỗi ngày làm sáng danh Chúa. Living each day to glorify God. Gây dựng hội thánh của Ngài càng thêm mở mang. Building His church more and more. Để qua đó có nhiều người được cứu. So that through that many people can be saved. Amen. Amen. Xin mỗi hội thánh cùng chúng ta cùng nhau đứng lên. May we all please be upstanding. Mỗi người chúng ta có một phút để đến với Chúa, cầu nguyện với Ngài. And spend one minute to be with God. Và tôi muốn nhắc nhở với con cái Chúa, xin Chúa cho chúng ta can đảm nhận mình là một thánh đồ. And I just want to remind you all that may we be devoted in knowing that we are a saint. Sức để chúng ta sống một đời sống thánh đồ đẹp lòng Chúa. And may God give us strength to live a holy life pleasing to Him. Chúng ta có một phút để thưa với Chúa điều này. Và sau đó xin mời anh thư ký hội thánh lên cầu nguyện cho hội thánh. Let us spend this time in prayer. Chúng ta để một phút để cầu nguyện. Hallelujah. Chúng con rất tiếng cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh vừa qua chúng con được nhập thấm trong lời của Ngài. Chúa ơi, thì giờ này cầu xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng con qua những hành động, qua những lời nói, qua những suy nghĩ của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cũng cho chúng con có được sự thay đổi như Phao-lô ngày xưa. Chúng con mạnh dạn nhận ra mình là một thánh đồ trong
hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, thật là một điều vinh dự cho mỗi chúng con khi chúng con hết lòng đặt niềm tin vào Chúa và luôn luôn thực hành đời sống của một cơ đốc nhân, của một thánh đồ trong đời sống hàng ngày của chúng con, để chúng con có thể xa rời những tội lỗi, để chúng con có thể được xứng đáng với địa vị của mình là một thánh đồ, là một thành viên của hội thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Amen. Mời thánh đồng an toàn.